Cẩm Tú kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 26 tháng 11 năm 2023 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 24 tháng 11 bày tỏ quan ngại về số phận của ông Mohammad Abu Sanmiya, người đứng đầu bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, sau khi ông bị lực lượng Israel bắt giữ, theo AFP. WHO cho biết ông Abu Sanmiya bị bắt ngày 22 tháng 11 cùng với 5 người khác khi họ đang tham gia sứ mệnh sơ tán bệnh nhân của Liên Hiệp Quốc. Sau đó, hai người đã được thả, nhưng WHO không có thông tin về tình trạng sức khỏe của 4 người còn lại, bao gồm giám đốc bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất dải Gaza. Một người phát ngôn quân đội Israel hôm 25 tháng 11 cho biết ông Abu Sanmiya đang bị thẩm vấn. Israel nhiều lần tuyên bố Hamas lập sở chỉ huy trong hệ thống địa đạo bên dưới bệnh viện Al-Shifa, nhưng Hamas bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, phát ngôn viên Majed Al-Ansari của Bộ Ngoại giao Qatar, nước đóng vai trò trung gian, thông báo 13 con tin người Israel và 4 người nước ngoài đã được Hamas giao cho Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Reuters dẫn lời ông Al-Ansari cho biết Qatar và Ai Cập đã giải quyết những vướng mắc để thỏa thuận được diễn ra. ICRC thông báo đã đưa 17 con tin từ Gaza qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập, nơi họ được giới chức Israel đón. Quân đội Israel cùng ngày thông báo toàn bộ 17 người đã về đến Israel sau khi được kiểm tra y tế. Quân đội cho biết thêm 4 người nước ngoài đều mang quốc tịch Thái Lan. Niềm vui đã trở lại với một số gia đình, nhưng họ cũng đã phải trải qua một số giờ phút thót tim trước khoảnh khắc đoàn tụ khi thỏa thuận đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Niềm vui hiếm hoi bừng lên trên gương mặt những người dân Israel và Palestine vào sáng sớm hôm 26 tháng 11 khi việc trao đổi con tin và tù nhân tiếp tục được thực hiện sau khi một số tranh cãi đã đe dọa làm thỏa thuận bị sụp đổ. 13 con tin Israel được thả gồm 6 phụ nữ và 7 trẻ vị thành niên nhờ lực lượng làm trung gian của Ai Cập và Qatar. Hamas công bố video cho thấy một nhóm tay súng đang thực hiện chuyển giao con tin cho Hội Chữ thập đỏ tổ chức sẽ chuyển các con tin về nhà. Có 4 công dân Thái Lan cũng được giải thoát từ Gaza. Theo Hamas, đây là một thỏa thuận riêng biệt do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo bộ bản tin của người Palestine, ở phía ngược lại, 39 thường dân Palestine, trong đó có 33 trẻ vị thành niên, đã được thả khỏi các nhà tù của Israel. Rất đông người dân đã đến ăn mừng ở khu vực bờ Tây. Tuy nhiên, cuộc trao đổi hôm 25 tháng 11 đã bị trì hoãn trong vài giờ và dẫn đến lo sợ thỏa thuận bất thành khi Hamas cáo buộc Israel không thực hiện đúng yêu cầu và đe dọa sẽ từ chối thả người. Hamas cho biết vào thời điểm đó chỉ 65 trong số 340 xe tải chở viện trợ nước ngoài vào Gaza đến từ các khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chưa bằng một nửa so với những gì Israel đã đồng ý. Lực lượng Israel cho biết việc phân phối viện trợ tại khu vực phía Bắc Gaza là do Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện. Tranh cãi cũng liên quan đến việc Israel thả những người Palestine đang bị giam giữ. Tình hình sau đó đã được cứu vãn nhờ những nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar, song điều này cũng cho thấy sự mong manh của thỏa thuận. Phát biểu với đài CNN, ông Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, trong thời điểm này, điều chúng tôi hy vọng là ở ngày thứ hai hay thứ ba tạm dừng bắn, chúng tôi sẽ có thể giải quyết được nhiều chi tiết từng gây nhiều khó khăn cho ngày hôm nay. Theo thỏa thuận đình chiến kéo dài 4 ngày, Hamas sẽ thả tổng cộng 50 con tin để đổi lấy 150 người Palestine đang bị giam trong các trại giam của Israel. Cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 đã làm 1.200 người tại Israel thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Israel tấn công đáp trả khiến khoảng 14.800 người tại dải Gaza thiệt mạng, 40% trong đó là trẻ em, theo giới chức Palestine. Hơn 14.800 dân thường Palestine đã thiệt mạng tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, theo đài Al Jazeera. Xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở vùng đất ven biển khi hàng trăm ngàn người phải chạy loạn và hệ thống y tế mỏng manh hứng chịu sức ép ngày càng dữ dội. Tuy nhiên, giữa nỗi kinh hoàng đó, trẻ em tại vùng đất Gaza vẫn tìm được nơi vui chơi, thỏa sức vui đùa cùng bạn bè. Tiếng cười có thể là âm thanh hiếm hoi ở Gaza kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Nhưng tại sân chơi này ở Khan Yunis, trẻ em đang tận hưởng niềm vui giữa những ngày đạn bom khủng khiếp. Nhưng cuộc chiến cũng không hề biến mất. Tại sân chơi hôm 18 tháng 11, Ragat Abu Asi, 11 tuổi, cho biết cha em đã bị lực lượng Israel bắt giữ. Asi nói cô bé rất sợ chiến tranh vì hơn một nửa bạn bè của bé đã chết. Bộ Y tế Gaza cho biết gần 5.000 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ ném bom của Israel.
quân đội Israel cáo buộc Hamas sử dụng các tòa nhà dân cư và công trình dân sự làm vỏ bọc cho các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, bệ phóng tên lửa và mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới lòng đất. Hamas phủ nhận cáo buộc trên. Hàng trăm ngàn người Palestine đã sơ tán từ phía Bắc xuống phía Nam Gaza, đến lánh nạn trong các trường học của Liên Hiệp Quốc. Họ không có cơ hội tiếp cận các nhu cầu cơ bản và họ có thể bị buộc phải sơ tán một lần nữa. Hôm 17 tháng 11, một trợ lý cấp cao của Thủ tướng Israel đã kêu gọi dân thường rời khỏi thành phố Khan Yunis vì ông cho rằng sắp xảy ra một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào phía Nam. Người mẹ Un Ramadan Ayat nói rằng các con của bà đã bị tổn thương do các cuộc không kích không ngừng nghỉ. Nếu bọn trẻ nhìn thấy một con chim bồ câu đang bay, chúng sẽ nghĩ đó là một quả tên lửa. Khi một đứa con của tôi thức giấc, nó sẽ hỏi tôi khi nào những cuộc không kích sẽ kết thúc. Nếu một cánh cửa trong nhà đóng lại, chúng sẽ nghĩ đó là một cuộc không kích. Bọn trẻ lớn hơn tuổi rất nhiều, chúng sống một cuộc sống khiến chúng già dặn hơn tuổi thật. Chúng không còn là trẻ con nữa. Bà nói bà chỉ mong bọn trẻ có thể sống một cuộc sống như những đứa trẻ khác trên thế giới. Thế nhưng, bà không nghĩ niềm vui sẽ quay trở lại với Gaza thêm một lần nữa. Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 25 tháng 11 tiết lộ tàu chở container thuộc sở hữu của một tỷ phú Israel đã bị tấn công bởi máy bay không người lái UAV, được cho là của Iran ở Ấn Độ Dương. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ nói trên cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu CEBA-CGM Simi xảy ra hôm 24 tháng 11. Theo quan chức này, con tàu mang cờ Manta có khả năng đã bị một UAV Shahed 136 do Iran sản xuất tấn công khi đang ở vùng biển quốc tế. UAV phát nổ gây thiệt hại nhỏ cho tàu nhưng không gây ra thương vong cho các thuyền viên. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, quan chức trên cho biết, song từ chối nói cụ thể hơn về thông tin tình báo mà quân đội Mỹ thu thập được cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công. Chuyển sang các thông tin về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Ukraine hôm nay cho biết đã phá hủy 8 trong số 9 máy bay không người lái UAV tấn công do Nga phóng trong đêm. Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc về nơi chiếc máy bay không người lái còn lại đã tấn công. Cuộc tấn công được phát động từ phía Đông Nam diễn ra một ngày sau vụ mà các quan chức Ukraine cho biết là vụ tấn công lớn nhất bằng UAV từ khi xung đột toàn diện bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã cảnh báo rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong một chiến dịch không kích vào mùa đông, giống như họ đã làm vào năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo phá hủy 20 UAV xâm nhập không phận, trong đó có nhiều chiếc nhắm vào thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Subianin nhận định đợt tập kích bằng UAV lần này có quy mô lớn. Những vụ nổ khi UAV Ukraine bị bắn hạ không gây thương vong hay thiệt hại vật chất. Bên cạnh đó, phía Nga mới đây thông báo đã bắt giữ được một xuồng không người lái của Ukraine. Đây được coi là một trong các loại vũ khí hiệu quả được Kiev dùng tấn công các mục tiêu của Nga tại bán đảo Crimea. Và nếu đây là sự thật, có thể Nga sẽ sớm tìm được cách hóa giải chúng. Một xuồng không người lái USV V5 của lực lượng Ukraine đã bị Nga bắt giữ trong tình trạng nguyên vẹn ở phía Tây Crimea. Các kênh quan sát quân sự của Nga đã đăng hình ảnh xuồng nằm nguyên vẹn trên bờ để chứng minh cho tuyên bố này. Theo các kênh này, xuồng không người lái Magura V5 đã rơi vào tay Nga khi đang cố gắng tấn công các tàu Nga ở vùng biển phía Tây bán đảo Crimea. Bình luận về vụ việc, kênh Telegram Nga mang tên Two Majors đưa ra cảnh báo sẽ sớm có một điều bất ngờ chờ đợi đối phương. Đây là dấu hiệu dường như cho thấy Nga có thể tìm ra kỹ thuật của USV này. Cả Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga đều không bình luận về tuyên bố bắt giữ xuồng Magura V5. Tuy nhiên, việc bắt giữ và nghiên cứu vũ khí không người lái này có thể giúp cho Nga tăng cường năng lực đối phó cũng như phát triển thiết bị tương tự. Đây cũng là lần thứ hai Nga nắm trong tay xuồng không người lái của Ukraine. Vào hồi tháng 9 năm 2022, chiếc xuồng phiên bản đầu tiên của Ukraine đã được tìm thấy mắc cạn ở Sevastopol. Do hãng Space Techno Export chế tạo, Magura V5 là một xuồng không người lái dài 5,5 m, có tầm hoạt động 450 hải lý, tốc độ hành trình 22 hải lý trên giờ và tốc độ cực đại là 42 hải lý trên giờ, nhờ động cơ phản lực nước và thân tàu được thiết kế hợp lý, theo cơ quan truyền thông Militarny của Ukraine. Chỉ cao hơn mặt nước khoảng nửa mét và có thể mang tải trọng 320 kg, Magura V5 rất khó bị phát hiện. Theo Militarny, không rõ Magura V5 lần đầu tiên được sử dụng thực chiến khi nào, nhưng nó đã được giới thiệu công khai tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế IDEF ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7.
Hồi tháng 7, một bản tin trên đài CNN về chương trình USV của Ukraine có video cho thấy xuồng Magura V5. Mặc dù CNN không nêu tên USV, nhưng đây chính là USV được mô tả trong các hình ảnh được công bố trên Telegram của Nga hôm 22 tháng 11, dù có một số khác biệt về cấu hình thành phần phụ. Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về an ninh lương thực ở Kiev hôm 25 tháng 11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc cũng như các khu vực giáp biên giới với Nga. Có sự thiếu hụt về phòng không, điều đó không có gì bí mật. Reuters dẫn lời ông Zelensky. Tổng thống Ukraine cho biết Kiev hy vọng có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không thông qua nguồn cung cấp mới từ các đối tác và tăng cường năng lực sản xuất của chính mình, điều mà ông cho rằng đã có tiến bộ. Ông Zelensky cũng tiết lộ Ukraine sẽ được các đối tác nước ngoài cung cấp tàu đi cùng các đoàn tàu chở hàng từ các cảng của Ukraine để đảm bảo an ninh. Hội nghị có sự tham dự của giới chức cấp cao từ các nước châu Âu, bao gồm Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset và Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonit. Ông Berset đã cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, ngay cả trong thời điểm nhiều cuộc khủng hoảng đồng thời xảy ra. Một ngày trước đó, Tổng thống Zelensky đã nêu ra 3 mục tiêu then chốt trong mặt trận ngoại giao mà Kiev cần đạt được hiện nay. Và để biết đó là các mục tiêu gì, Cẩm Tú xin mời quý vị cùng xem video sau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra 3 mục tiêu then chốt trong mặt trận ngoại giao mà Kiev cần có trong bối cảnh chiến sự với Nga kéo dài. Reuters dẫn lời Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 24 tháng 11. Chúng ta cần 3 chiến thắng. Thứ nhất là chiến thắng với Quốc hội Mỹ. Đó là một thách thức. Nó không dễ dàng, nhưng Ukraine đang làm mọi thứ. Chiến thắng mục tiêu mà ông nhắc tới chính là Quốc hội Mỹ thông qua các gói ngân sách viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách viện trợ trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng trước, nhưng nội dung này đã bị tách khỏi luật chi tiêu tạm thời được ban hành hồi tuần trước. Một nhóm nghị sĩ cứng rắn của Đảng Cộng hòa của Mỹ đang phản đối viện trợ thêm cho Ukraine, cho rằng tiền thuế của dân Mỹ nên được chi cho các vấn đề trong nước. Tuy nhiên, đa số thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ ủng hộ hỗ trợ thêm cho Ukraine. Mục tiêu thứ hai của Ukraine, theo ông Zelensky, là gói viện trợ 50 tỷ euro từ Liên minh châu Âu-EU vốn đã được công bố nhưng chưa được thông qua do sự phản đối của Hungary. Và thứ ba là mở cuộc đối thoại về tư cách thành viên trong tương lai của chúng ta trong EU. Ủy ban châu Âu trong tháng này đã khuyến nghị EU chính thức đối thoại để kết nạp Ukraine và nước này kỳ vọng các thành viên của khối sẽ đồng ý khởi động quá trình tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 14-15 tháng 12. Theo khuyến nghị, việc đối thoại nên bắt đầu ngay khi Ukraine đáp ứng các điều kiện còn lại về chống tham nhũng, thông qua luật vận động hành lang phù hợp với tiêu chuẩn của EU và tăng cường bảo vệ các nhóm thiểu số. Tổng thống Zelensky cho rằng việc gia nhập EU sẽ là cột mốc tốt đẹp cho tinh thần của người Ukraine. Phát biểu trong cùng cuộc họp báo, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs đã tự tin rằng gói viện trợ của EU sẽ được thông qua, dù dự báo sẽ cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ luôn đoàn kết với Ukraine về lâu dài, ngay cả trong thời điểm xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về việc rà phá bom mìn, đề xuất hòa bình và việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO vào tuần tới để nêu bật cam kết của liên minh này với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. NATO đang tích cực hỗ trợ Ukraine và Kiev, hy vọng một ngày nào đó sẽ gia nhập khối quân sự này. Bản thân NATO không có xung đột với Nga, một tình huống mà các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng họ muốn tránh do kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Moscow. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cũng cho biết ông Blinken sẽ nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với nền dân chủ và ổn định khu vực ở phía Tây Balkan. NATO đang xem xét việc tăng cường quân số lâu dài hơn trong khu vực để kiểm soát căng thẳng. Cuộc họp sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 11 tại Brussels, Bỉ. Trong một thông tin liên quan, nghị sĩ David Arakamiya, người từng là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào cuối tháng 3 năm 2022, mới đây tiết lộ rằng Nga từng sẵn sàng dừng giao tranh nếu Ukraine đồng ý giữ thái độ trung lập. Một nghị sĩ cấp cao Ukraine mới đây tiết lộ rằng Nga từng sẵn sàng dừng giao tranh nếu Ukraine đồng ý giữ thái độ trung lập. Phát biểu với kênh truyền hình 1+1 ngày 24 tháng 11, nghị sĩ David Arakamiya,
từng là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022, nói rằng khi đó Moscow đã đề nghị với Kiev một thỏa thuận hòa bình nhưng phía Ukraine không tin tưởng Nga. Đài RT dẫn lời ông Arakhamia nói, mục tiêu của Nga là gây áp lực để Ukraine giữ thái độ trung lập. Đây là vấn đề chính đối với Nga. Moscow sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu Ukraine chấp nhận trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. Và Ukraine sẽ phải cam kết rằng mình sẽ không gia nhập NATO. Đây là vấn đề chính. Tuy nhiên, theo ông Arakhamia, việc đồng ý trung lập và từ bỏ ý định gia nhập NATO sẽ đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp của Ukraine. Ông nói thêm, thứ hai là không có niềm tin vào người Nga rằng họ sẽ làm như thế. Điều này chỉ có thể được thực hiện với sự đảm bảo về an ninh. Cũng theo ông Arakhamia, trong lúc các cuộc đàm phán diễn ra, Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson đã đến Kiev vào ngày 9 tháng 4 năm 2022, đề nghị các quan chức Ukraine tiếp tục chiến đấu và không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow. Gần một tháng sau đó, báo Ukrainska Pravda UP dẫn lời các quan chức thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng chuyến thăm của ông Johnson đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Kiev ngừng đàm phán hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, ông Johnson, người không còn giữ chức Thủ tướng Anh từ ngày 6 tháng 9 năm 2022, cũng như chính phủ Mỹ đều chưa bao giờ chính thức thừa nhận vì gây áp lực buộc Kiev phải hủy bỏ dự thảo thỏa thuận mà chính ông Arakhamia đã ký với người Nga. Theo RT, cho đến nay, Kiev cũng chưa bao giờ bình luận chính thức về vấn đề này. Trong năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng Moscow và Kiev đã ký một dự thảo thỏa thuận về tính trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tại cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, ông Putin cho hay ngay sau khi Nga rút quân khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev như một cử chỉ thiện chí, Ukraine đã từ bỏ thỏa thuận nói trên. Theo RT, việc Nga rút quân khỏi vùng Kiev được các chính phủ và phương tiện truyền thông phương Tây xem là một chiến thắng quân sự của Ukraine và họ bắt đầu gửi vũ khí cũng như thiết bị hàng nặng cho Kiev. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 26 tháng 11 của báo Thanh Niên cũng đã hết. Cẩm Thú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Thú xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.